Yo, 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 hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình là Tiểu Tử Đường Phố đây giống người nha. Xin chào tất cả anh em game hải tại đại chiến nhân là mình đây, Tiểu Tử Đường Phố đây giống các bạn ạ. Ok, quay lại clip này, trước khi vào video thì chúng em xem video vui vẻ đừng quên like, share, mình đăng ký kênh nha, luôn kêu phải mình chung người rất nhiều. Quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục với tiêu điểm từ mới anh em. Ui, đợt này không biết là như thế nào nhưng mà nghe bảo là thứ nhất về cái vụ 80 ca sấp, mình cho nói qua về cốt cũng chưa đi anh em. Ở video này chúng ta sẽ nói về code, xong rồi nói về sự kiện. Ôi, nhiều là vấn đề lắm anh em, chúng ta sẽ nói qua tất cả luôn. Từ từ xem nào. Như nay mình chưa làm nhiệm vụ này, đi làm nhiệm vụ luôn anh em trong lúc nói chuyện. Đầu tiên thì mình sẽ phải nói qua về cái vụ hôm qua, video tối hôm qua mình có nói thông báo về quà cáp của bên game. Thì mình cũng chả biết cái bản đăng đó để mình thấy thì mình nói thôi, nhưng mà sau khi đính chính lại thì mình phát hiện ra đó là bên game rất là nươn nẹo anh em, thề thật sự nươn nẹo ghê luôn ạ. Chưa bao giờ thấy một game nào mà lại nươn nẹo như vậy ạ. Bài đăng trước thì nói như vậy, bài đăng sau lại thu hồi lại luôn. Giờ tí để mình cắn quét qua cái này xong mình cho anh em thêm ít thông tin hình ảnh cho các bạn cho dễ xem nhé. Chúng ta sẽ nói về cái vụ mà group đi anh em. Đó, như hôm qua mình ở bài đăng của mình thì mình cũng nói rồi đúng anh em. Ok đây các bạn, đây YouTube này nó mốc 70, 100k sub. Đấy, không có mốc 60, 80k, 90 gì hết anh em nhé. Fanpage thì đạt 100, 150, 200. Không ăn mừng, có bốc cũng như follow. Và cuối cùng là group thì cứ 10k sẽ có một code anh em nhé. Đấy, rất cảm ơn các thuyền trưởng các thứ các kiểu anh em. Sắp hết năm 2020 rồi, Nami hy vọng sẽ đạt được 100 rồi, các thứ các kiểu anh em. Đấy, thì hết 2020 cái qua năm 2021 cái là Nami ăn lừa luôn các bạn. Này bán lừa ăn nẹo luôn ạ, lừa nẹo cực kỳ luôn anh. Đấy, quá là lươn anh em, đây đây đây. Sau khi mà công bố cái code 100k like anh em của group thì Lamy lại sẵn đây Lamy thông báo luôn mốc ăn mừng tiếp theo đó là 150k like fanpage và 150 thành viên group anh em. Uầy, follow Lamy nương Folitme đấy, còn công nhận là mình nương luôn anh em, chịu luôn các bạn, nương quá trời luôn ạ. Thôi mình cũng chịu thôi, chả biết nói thế nào, chịu các bạn. Ok, chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ đồng thời nói qua. Hiện giờ thì bên game đang có code mới rồi anh em nhé. Video này thì mình đang quay về đêm đấy, anh em thông cảm đợt này nhà đang có công việc, thành ra là bữa nay là mình không quay trong ngày được đấy, nên là cập nhật video vẫn quay về đêm. Nhưng mà hiện giờ đã có code mới rồi anh em, đó là cái code tuần đấy. Anh em lên kme.vn.gift code, anh em nhận code chúng mình nhá. Đó là bác nào đã muốn lấy code, còn không thì có thể đợi video chiều của mình. Ở video chiều thì mình sẽ công bố code cho anh em luôn. Đó là code mới của ngày hôm nay anh em. Đó, bởi vì hôm qua thì sau khi đọc cái bài đăng đó thì mình cũng khá là mừng. Là mình thức cả từ tối giờ mình đợi, các bạn biết mình đợi cái gì không? Đợi quà 110k sub đấy anh em. À, 110k like của bên group đấy anh em. Đấy, 110k thành viên của group đấy. Đợi từ tối đến giờ. Đấy, đến giờ mới quay được video đấy anh em. Đó. Cứ hóng mình bảo là thế thì ngon rồi. Mình còn đang định bảo các bạn là chung tay chúng ta cùng nhau đẩy group anh em để kiếm code. Cứ 10k là 10 1000 10.000 người tham gia mới là chúng ta có một cái code khá là ngon. Thế mà cuối cùng bây giờ bên game nó lươn quá các bạn, lươn sợ luôn ạ, thẻ lươn nẹo quá trời luôn, chịu sao nổi, hết chịu nổi luôn rồi anh em, bó tay. Ủa sao lag nhỉ, đừng nói đêm khuya lại lag đấy nha. Đấy. Ok, giờ chúng ta mình sẽ làm qua nhiệm vụ, sau đó thì sẽ lại reaction một tướng mới anh em, mình sẽ show cho anh em một con tướng mới sắp sửa sẽ ra mắt ở trong các phiên bản sắp tới. Nói chung về sự kiện từ mới gần đây và không biết là thông tin từ anh em có lấy từ đâu thì mình không biết, nhưng mà với hình ảnh các thứ, nói chung với suy nghĩ cá nhân nữa thì mình nghĩ là sắp tới cả lang bên game nó sẽ update một pha lớn anh em, nó chơi kiểu update một vụ lớn đấy, nó sẽ chơi cái kiểu như là cập nhật phiên bản mới một phát, nên đợi phiên bản mới cái là sẽ đổi cũng như là các dòng mà MMS mà cộng chúng ta thấy bây giờ thành team skit anh em, lên dòng 3S luôn đấy, xong tứ hoàng ra thành SR kiểu như vậy, nó sẽ cập nhật một lúc thêm được khoảng 7-8 tướng mới kiểu như vậy anh em. Có khả năng đấy, có khả năng thôi, cũng là mình nghĩ thôi, cũng chưa biết được các bạn, bên game khó đoán lắm, nó lươn cực đấy các bạn, nhìn thấy nó lươn như thế thì mình chúng ta có làm sao mà đỡ được, cũng chịu thôi anh em, giờ thì ngồi đợi thôi. Sự kiện tháng thì sau đêm nay à, còn một tiếng nữa anh em, ngày mai là sẽ sự kiện tháng mới đấy anh em. Đấy, sẵn sàng chuẩn bị đập thất vũ hải này, đấy, hoàn thành nhiệm vụ các thứ anh em, nâng tướng các thứ, chuẩn bị hốt kim cương hốt quà rồi. Nói chung là chuẩn bị tinh thần hốt quà đấy anh em. Còn hơn một tiếng nữa qua ngày mới, chắc là video chiều anh em, video chiều mình sẽ quay cái đống này, đập phá đống đồ này anh em. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nói luôn vào vấn đề chính của video ngày hôm nay, đó là tiêu điểm tướng mới anh em nhé. Ok, tướng mới ngày hôm nay của chúng ta không ai hack, không phải là ác hack anh em, đó chính là Lico Robin anh em. Như đây chỉ có Robin anh em, Robin NV. Uầy, nói chung thì mình cũng chẳng biết là các bạn lấy ảnh ở đâu, nhưng một số anh em gửi ảnh cho mình. Đấy, hôm qua thì vừa sâu trong cháu mắt diều homie hoắc thì lại có bạn lại gửi cho mình về cháu Lico Robin.
Nói chung thì có tướng mới thì chúng mình lại khoe với anh em thôi. Đấy. Đấy, giờ có cốt mới rồi anh em nhận cốt. Đây, tiếp tục chúng ta lại có sự xuất hiện của Nico Robin anh em, với các tuyệt kỹ thì cũng khá là đặc biệt theo khả năng của bản thân. Đầu tiên là mình trả lời qua về cái quả lồi tải cho anh em đây, ác quỷ. Đấy, bị động khi tướng địch tử trận, Nico Robin không có chữ Nico khó đọc nhỉ, Robin thôi anh em, nếu thiếu chữ Nico nhỉ, đây phải có Nico chứ. Robin sẽ hồi máu cho bản thân bằng 180% công anh em và tăng 5% lé lé né tránh cộng rồn anh em nhé. Tiếp theo là một kim thế thân anh em, tăng 30% tí mạng, 45 công, 45% công và 20% lé và 15% máu anh em. Tiếp theo đó là đến một kim khóa chặt anh em nhé, tấn công hai mục tiêu cùng một lúc, đồng thời có 20% khóa chặt mục tiêu giảm và giảm 20% phá giáp của mục tiêu trong vòng 2 lượt anh em. Tiếp theo đó là quả ulti các bạn, ulti chúng ta nó quả đi quang liệt, à quang liệt tấn công tất cả kẻ địch gây sát thương bằng 148% công anh em, có 45 cơ hội làm choáng hệ xạ thủ và 60 cơ hội làm câm nặng hệ chỉ huy trong vòng 2 lượt. Các bạn đọc qua cái quả ulti này các bạn có thấy điều gì không? Mình thấy có một cái rồi anh em, đó là cái meta tới sẽ có khả năng sẽ bị thay đổi rất là nhiều anh em. Về sau như các tướng mà chuyển sang cái chế độ tấn công mà gây và các tướng theo hệ á thì sẽ chuyển đổi meta rất lớn anh em nhé. Sẽ có một số bạn deal cái dòng, cũng như là anh em chơi dòng nào nhiều thì các bạn sẽ chơi cái dòng ngược lại. Còn là trong team lúc này sẽ có người này người kia nữa. Ui, cái meta sắp tới nó sẽ khóa cổ nhau nhiều lắm đây anh em. Choáng này, câm lặng này các bạn này. Đấy. Đây, ví dụ như bây gặp Nico Robin mà ví dụ như con mình cầm cháu cũng như team mình đi, team mình hiện giờ đang chơi là có cháu Usopp là xạ thủ này anh em này, rồi đúng không, hệ chỉ huy thì mình đang có mỗi cháu Akichi anh em, thế là vào trận là hai cháu nó xác định là một một đứa là bị choáng, một đứa thì bị câm nặng rồi anh em. Vì sao mình nói là cái meta thay đổi rất là nhiều, anh em nhìn vào cái tỷ lệ phần trăm 45% cơ hội anh em nhé, mà 60% cơ hội nó đâu phải là thấp các bạn, tỷ lệ rất là cao luôn. Sự xuất hiện của Nico Robin nó sẽ là một cái bước ngoặt lớn anh em, nó có khả năng sẽ thay đổi cả một hệ thống meta luôn đó. Đó là còn chưa nói đến là sự xuất hiện của Lamy nhá. Lamy không biết là bạn nào có thông tin không, cho mình xin ít thông tin về cháu Lamy NV, nếu bạn nào có cho mình xin luôn nhá. Đấy. Đấy là còn chưa kể về Lamy này anh em này. Các tướng sắp tới sẽ xuất hiện này. Hôm nào mình sẽ làm cái tổng hợp cho anh em xem một cái video tổng hợp về các tướng có khả năng sẽ ra mắt, và mình nghĩ nó sẽ ra mắt một cục luôn chứ nó không ra mắt một tướng nữa đâu các bạn. Cũng như đợt nó ra mắt một lúc cháu Carrot cộng với Chopper à, đúng không? Hôm bữa là ra mắt Carrot với cái Chopper đúng không ạ? Các bạn. Carrot với Roro đó. Hôm nay là ra mắt hai tướng cùng lúc mà. Mình nhớ như là vậy đúng không anh em? Đúng rồi, như Carrot với Roro đúng không? Đấy. Nói chung là sự tướng càng nhiều thì nó game nó ra mắt càng nhiều thôi anh em, bắt buộc chứ không tránh được. Đấy. Kiểu gì thì kiểu sắp tới chúng ta sẽ có khả năng xuất hiện một lúc khá là nhiều tướng anh em, anh đợi thôi. Nhưng mà thấy Nico Robin ra với tuyệt kỹ như này, nếu mà cứ đúng cái skin này của nó mà là skin của nó thật, vì ảnh này mình cũng chả biết là ảnh thật hay ảnh giả anh em. Cũng chỉ có khi lại Photoshop, cũng chỉ có nhiều bạn để bảo ảnh Photoshop cũng tin thì mình cũng chịu, cái này thì mình không rõ, nhưng mà bởi vì mình nhìn đây này, anh em nhìn vào cái chữ đỏ từ từ thì máy mình nó hơi bị đơ, các bạn thông cảm nhá. Đây anh em nhìn vào cái dòng chữ đỏ mà viết tên của con Nico Robin này ấy. Nếu như mình làm ảnh nhiều mình nhìn có thể thấy, các bạn nhìn này, đây là cái dòng này nó dán lên thì phải anh em, cái dòng chữ này nó được dán lên. Đây đây hắn còn vượt quệt chữ cú ở sau này anh em này, đó cái chữ này như là dán lên thì phải anh em. Còn đâu bộ skin này thì mình cũng không biết là có sắc của nó không, nói chung thì cái này mình không rõ, nhưng mà nếu mà cứ theo cái bộ skin này mà là chuẩn của nó ấy, thì là chắc chắn là tương lai meta game sẽ thay đổi rất là nhiều nha các bạn nhá, phá hỏng cả một hệ thống luôn chứ nói. Ok, quay trở lại về game, mình sẽ làm nốt nhiệm vụ và nói qua về cái hệ thống meta cho một số bạn hay hỏi. Bây giờ meta game nó thay đổi rất là nhiều, ở các sự kiện gần đây game nó thay đổi meta liên tục à. Như meta hiện giờ thì anh em chuyển sang chơi dòng đa số bây giờ anh em đều chơi Sanji Usopp kết hợp với Chopper với cả Carrot, với cả Top Tủng xong rồi à. Cơ bản nói thẳng câu là bây giờ anh em đi đi dòng kiếm xí là nhiều nha. Đấy, bây giờ toàn chơi Zoro này, đấy, thanh niên giỏi trong trận. Đấy. Trước đây thì là sẽ là đi cái tem đó là có cháu Moria. Đấy, xong rồi hệ chính xác là sẽ có cháu Marco anh em, đó, Marco. Đấy. Lamy các kiểu anh em.
Nhưng mà bây giờ anh em thay đổi meta rất nhiều. Meta nói chung là game bây giờ nó ít tướng thôi các bạn, về sau nó thay nên nhiều tướng nữa, meta thay đổi nhiều. Đó là điều chắc chắn rồi, anh em game nào cũng vậy thôi. Tính ra xem nào. À chà, phiên bản sắp tới nếu mà có ra tướng sẽ là dòng bền bỉ và dòng chính xác đấy anh em. Ở bên hai tướng mới chính xác và bền bỉ thì mình nghĩ nếu ra dòng chính xác sẽ là Sapo các bạn nhá. Chắc chắn luôn là sẽ Sapo. Đâu á, quên, dòng bền bỉ sẽ chỉ là Sapo anh em. Ở đâu dòng chính xác theo mình nghĩ có khả năng sẽ là Lamy phiên bản mới hoặc là Nico Robin, nó sẽ dạng này chỉ là chính xác hơn này. Đó là theo mình nghĩ thôi chứ mình cũng chịu các bạn. Giờ bên game nó lươn quá anh em chịu ạ. Ôi giờ làm nhiệm vụ các bạn, tranh thủ làm nhiệm vụ. Đấy, đi đào bánh phát các bạn. Đấy, đi đào bánh kiếm đồ. Đi đào bánh kiếm đồ tội gì các bạn. Ok, cái này anh em đến hải bao nhiêu? Mình thì đến hải trung bình thì mình cũng được đến hơn 300 sáu mấy thì phải đúng không? Xem nào. Top 10 rồi. Xem mày đi được đến hải bao nhiêu anh em. Xem nào. Thông tí mình thử lại bật lại cái âm thanh của bên game một lần nữa coi nào. Sao mình máy mình nghe nó kiểu ồn ồn ấy nhỉ? Hôm qua bật nghe nó ồn ghê luôn á các bạn. Mình nhưng mà nghe tiếng của bên game nghe khá là hay. Mình nhưng mà bữa sau mình quay video mình sẽ thử thu bằng tiếng bên game. Nhưng mà mình sợ nó ổn lắm. Bữa hôm qua mình thử nó ổn lắm. Thì tí mình thử lại. Nếu được thì ở video sắp tới cho quay nhá. À Sapo này. Sapo này anh em này. Vào gặp Sapo phát. Sapo kin đẹp cực kỳ nhá các bạn nhá. Đấy, Sapo kin rất là đẹp luôn. Đấy, anh em thấy có ulti kìa đẹp cực kỳ. Win chắc rồi. Chiếu vào xem kin Sapo đây anh em. Chứ đâu win là win chắc rồi. Quên đánh làm gì, win rồi mà, đánh làm gì. Bỏ qua luôn cho nhanh các bạn. Từ tí nữa thì dùng nộn. Rồi, tiếp tục nào. À về mấy công này nhá, quên về mấy công này anh em này. Để tăng tốc này anh em này, để tăng công này, để tăng chỉ số chí mạng nha anh em nhá. Nó là book á. Thôi xong nở tay rồi. Thể đen ghê nớ tay rồi các bạn. Hôm nay chắc không đi được xa rồi. Chưa kịp hồi máu đã đánh rồi. Ngon. Ngon. Cà rốt. Hành kỳ hết. Và shop đồ. Cũng hết cái để mua rồi anh em. Tí mình sẽ thử tướng xem tiếng xem nếu được thì video chiều mình sẽ quay anh em xem. Còn video hôm nay chắc mình chỉ phép kết thúc đây rồi anh em nhé. Gặp một clip tiếp theo. Bye bye, chúc anh em xem video về. Tạm biệt, bye bye.